Trong định hướng phát triển, Lào Cai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ huy động được 260.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Để cụ thể hóa được mục tiêu chiến lược đó, tỉnh đang tập trung đổi mới phương pháp tiếp cận để thu hút thêm các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tháng 10 năm 2021, dự án tổ hợp trường liên cấp quốc tế Canada Lào Cai được khởi công xây dựng tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Tổng vốn đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Đây là ngôi trường quốc tế đầu tiên được nhà đầu tư triển khai ở vùng Tây Bắc. Lào Cai nằm ở một vị trí có thể nói rằng rất thuận lợi về mặt kết nối kinh tế cũng như về mặt kết nối xã hội. Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi để chúng tôi chọn lựa Lào Cai đó là tinh thần, thái độ và quan điểm của lãnh đạo tỉnh mời gọi rất chân thành cũng như là cái mong muốn rất mãnh liệt và đầy tâm huyết, đặc biệt là đầu tư về giáo dục. Trong năm đầu tiên thực hiện đề án số 05, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư nhiều dự án lớn tại tỉnh. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài FDI tại nhiều địa phương cũng gặp khó khăn do quỹ đất để xúc tiến đầu tư hạn chế. Tuy nhiên, với những chủ trương nhất quán trong thu hút đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, lợi thế, năm 2021, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án đầu tư trong nước, 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư trên 5.700 tỷ đồng. Và thời gian tới thì Lào Cai ưu tiên vào những lĩnh vực như chế biến nông nghiệp công nghệ cao, thế rồi chế biến chế tạo, thế và thu hút những nhà đầu tư mà tạo ra nhiều những lao động cho Lào Cai. Trong định hướng phát triển, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ huy động được 260.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Mục tiêu to lớn ấy đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần đổi mới của cả hệ thống chính trị trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới giải pháp tiếp cận nguồn lực để tạo ra xung lực mới cho nền kinh tế địa phương. Làm sao để có một cái chính sách thực sự ưu đãi, thu hút được các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp, các đơn vị đầu tư ở trên địa bàn, thay đổi trong cái việc tiếp cận, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai, đó là ngành kế hoạch và đầu tư. Làm sao phải chủ động hơn nữa, chủ động tiếp cận hơn nữa. Chúng ta đi tìm nhà đầu tư, chứ không phải nhà đầu tư đi tìm chúng ta. Cùng với giải pháp đổi mới trong cách tiếp cận các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tỉnh đang gấp rút triển khai và hoàn thiện hàng loạt các quy hoạch chiến lược lớn như quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa kết nối sang Y Tý hay quy hoạch dọc sông Hồng để tạo ra nguồn lực mới cho sự phát triển kinh tế của Lào Cai.